Với kết cấu dạng gel và cái công thức đột phá sẽ giúp làm giảm ngứa này, bỏng rát, khó chịu hậu môn chỉ sau 10 giây. Hemoclean thì được xem là một trong những cái giải pháp hàng đầu trong việc hỗ trợ phòng ngừa và điều trị bệnh trĩ, nứt cái hậu môn cũng như là những cái khó chịu ở vùng hậu môn. Sản phẩm này thì không có mùi và không chứa các thành phần có nguồn gốc từ động vật. Nổi bật với cái tác dụng thứ nhất đó là ngăn chặn sự tấn công gây viêm nhiễm trùng của các vi khuẩn có hại, đồng thời hỗ trợ cái quá trình làm lành tự nhiên. Thứ hai đó là giúp bôi trơn vùng hậu môn để giảm giảm cái đau rát do cái mùi trĩ gây ra, giúp cho dễ đẩy phân qua đường hậu môn và làm giảm nguy cơ táo bón. Và thứ ba đó là gel bôi giúp làm mát, làm dịu các cảm giác đau của người bệnh. Đồng thời thì cái dạng gel này cũng rất là dễ thấm, dược chất nên không gây bết dính và không gây khó chịu cho người sử dụng.